đây là mình lấy bà con khi mà đến là ít bữa là xe tráng cái bị đặt tráng cái ngoài đây để bà con lấy nước vào đây. Đây là cầu dao là bà con tự mở nước để lấy. Rồi, mở ra đây. Do là mấy cái này là trời mưa nhiều nên là chưa có tráng được cái nền ngoài đây để bà con lấy nước nữa. Cái nền là sẽ tráng sau.